đi Đà Lạt mà chưa tới Đà Lạt đã bụng quá. Ghé ăn bánh mì, quán mì nổi tiếng các bạn, ngay dòng xe Liên Khương này. Bánh mì Thảo Hiền nha các bạn, ngon lắm, đông ghê. Anh ở đây luôn mà. Hai chục ngàn một, ăn đi, ngon lắm. Để tôi tướng mình đi. Bánh đồ ăn mì này mình thấy ngon nè. Thịt nướng nha các bạn, ngon lắm, thơm. Quay lên quay video đâu thấy thơm được không? Anh giờ mình thấy thơm được. Bắt đầu nó có được thơm thôi. Mình ăn thôi các bạn, đây đông người bán lắm nên là rất là nhanh, không có chờ gì hết đó. Mời các bạn, rất là nhiều thịt mà có 20 ngàn thôi nha, thịt nướng thơm ngon lắm. Mình đi quay một vòng cho các bạn coi nha. Đó. Đông lắm rồi. Đã không? Đừng thơm nữa. Chị này liền tay liền chân luôn các bạn. Khách nè, khách đông cực kỳ. Bánh mì Thảo Hiền nha các bạn, gần vòng xoay Liên Khương đó, cách Đà Lạt khoảng 20 cây. Bánh mì rất ngon. Tiếp tục ăn, mình ăn mà mình thấy thơm chứ người ta coi người ta đâu thấy thơm đâu, phải không? Hồi trước ấy là người ta mua bánh mì về bán, bây giờ ấy, người ta làm bánh mì bán luôn, khỏi mua lòi quá hết rồi, rất là ngon. Miếng cuối cùng rồi, xong cái luôn nha các bạn. Quá nhất cái nồi thịt. Mua đồ. Nhìn nồi thịt ghiền quá. Nhìn nồi thịt này ghiền quá. Thịt khô chuyên nghiệp luôn.
trả tiền các bạn. Đã trả tiền rồi. Hai ổ chị. Đơn nhất này, đưa đến đây này. Ăn rồi, nó đê rồi. Tạm ngực cực kỳ nhỉ.